Tin tổng hợp ngày 9 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Quốc hội Việt Nam thông qua thành lập thành phố Phú Quốc và Thủ Đức. Xét xử phúc thẩm cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến. Tổng Cục thuế yêu cầu Grab điều chỉnh lại việc tăng cước phí. Trong tiêu điểm thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi bài ghi nhận về việc Việt Nam gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến trong năm 2020. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 9 tháng 12 thông qua việc thành lập hai thành phố Phú Quốc và Thủ Đức. Truyền thông nhà nước Việt Nam trong cùng ngày 9 tháng 12 cho biết, với quyết định của Quốc hội vừa nêu, Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên ở Việt Nam. Thành phố Phú Quốc sẽ gồm có 9 đơn vị hành chính cấp xã với dân số xấp xỉ 180.000 người. Đối với quyết định thành phố Thủ Đức, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thủ Đức được thành lập bao gồm diện tích và dân số của quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức sẽ có 34 phường và thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thể Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Phiên phúc thẩm xét xử cựu đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến sẽ được mở tại Tòa án Quân sự Hà Nội vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Truyền thông nhà nước đưa tin ngày 9 tháng 12. Ngoài ông Nguyễn Văn Hiến, bị cáo Đinh Ngọc Hệ, Bùi Như Thiềm cùng đồng phạm cũng được xét xử trong phiên phúc thẩm này do có đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm. Theo tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hiến với tư cách là tư lệnh có trách nhiệm cao nhất nhưng không làm hết chức trách, thiếu kiểm tra đôn đốc, không kiểm tra năng lực đối tác. Hậu quả là 3 khu đất vàng có tổng diện tích hơn 7.300 m2 trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đã bị rơi vào tay tư nhân khiến nhà nước thiệt hại gần 940 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đồng xét xử xác định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Hiến còn gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ cấp cao trong hải quân nên phải xử lý nghiêm. Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính đã làm việc với đại diện công ty dịch vụ vận chuyển Grab và yêu cầu điều chỉnh lại việc tăng cước phí để không ảnh hưởng đến người tiêu dùng và thu nhập tài xế. Truyền thông nhà nước loan tin ngày 9 tháng 12 cho biết, Tổng Cục Thuế khẳng định, Nghị định 126 về hướng dẫn luật quản lý thuế chỉ là văn bản quy định rõ hơn về việc khai thuế đối với mô hình hợp tác kinh doanh cá nhân, không phải quy định mới về chính sách thuế gia tăng. Cơ quan của Bộ Tài chính Việt Nam khẳng định thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận tải công cộng vẫn không thay đổi là 10%. Trả lời của Tổng Cục Thuế đưa ra sau khi hàng trăm tài xế Grabbike ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào ngày 7 tháng 12 đã đồng loạt tắt ứng dụng và biểu tình phản đối việc áp thuế VAT 10%. Vào ngày 5 tháng 10, Grab đã thay đổi chính sách giá và tỷ lệ chiết khấu cho tài xế với lý do tác động của Nghị định 126, tăng giá cước mỗi cuốc xe từ 8 đến 18% đối với từng loại hình dịch vụ và khu vực khác nhau. Đồng thời, việc Grab giảm tỷ lệ chia cho tài xế xuống 7% đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tài xế. Việt Nam và Trung Quốc hôm 8 tháng 12 đã chính thức ký kết nghị định thư về xuất khẩu thạch đen. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói cùng ngày. Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và ông Nghê Nhạc Phong, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho rằng đây là giấy thông hành chính thức để sản phẩm thạch đen có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Phía Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc sớm mở cửa thị trường cho sầu riêng, khoai lang, bưởi, chanh dây và tổ yến v.v. Ông Nghê Nhạc Phong cho biết do dịch COVID-19 nên Trung Quốc chưa thể cử chuyên gia sang Việt Nam đánh giá thực địa khoai lang và sầu riêng sau khi đã đánh giá rủi ro. Còn về bưởi và chanh dây, ông cho biết Trung Quốc đã thông báo về đánh giá rủi ro, mong Việt Nam sớm phản hồi. Cũng tại hội nghị, Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường chống buôn lậu, kiểm dịch động vật để phòng chống dịch bệnh động vật xuyên biên giới. Tính đến nay, có hơn 6.000 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam trong năm 2020, Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, con số người chết do giao thông ở Việt Nam giảm xuống dưới 7.000 người. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng báo cáo như vừa nêu hôm 9 tháng 12 tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời ông Hùng nói tiếp, so với cùng kỳ 5 năm trước, lượng ô tô, xe máy trên đường xá tăng hơn 50%, nhưng tai nạn giao thông giảm. Số người chết do tai nạn giao thông giảm hơn 9.000 người, số người bị thương giảm hơn 90.000 người. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại hội nghị ghi nhận rằng luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 với mức phạt tiền cao đã giúp giảm số vụ tai nạn giao thông. Ngô Minh Hiếu, 31 tuổi, một hacker từng bị Hoa Kỳ kết án 13 năm tù giam vì đánh cắp thông tin cá nhân của 200 triệu người xứ cờ hoa, vừa được Trung tâm An ninh mạng Quốc gia NCSC của Việt Nam tuyển dụng. Truyền thông trong nước dẫn thông tin trên Facebook cá nhân anh Ngô Minh Hiếu và loan tin ngày 9 tháng 12. Theo hình ảnh anh Hiếu đăng tải, anh đã nộp đơn xin việc cho NCSC và hiện là nhân viên duy nhất của trung tâm này ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, anh Ngô Minh Hiếu đã bị tòa án của quận New Hampshire tuyên án 13 năm tù giam vì các tội gian lận chuyển khoản, gian lận danh tính, gian lận thiết bị truy cập và 4 tội danh lừa đảo và lạm dụng máy tính. Ngô Minh Hiếu được trả tự do vào đầu năm 2019 và về Việt Nam vào tháng 8 vừa qua. Khi được trả tự do, Hiếu nói rằng anh ta hối hận về những gì mình đã làm và hy vọng một ngày nào đó sẽ có được công việc an ninh mạng. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Đình Quý hôm ngày 8 tháng 12 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và việc chủ quyền của Việt Nam bị xâm phạm nghiêm trọng thời gian qua. Theo Vietnam News, ông Đặng Đình Quý đã phát biểu như vậy tại phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại UN khẳng định lập trường của Việt Nam là giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo luật quốc tế, bao gồm Công ước về luật biển của UN 1982, UNCLOS. Đại sứ Đặng Đình Quý cũng nói đến chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông đã bị xâm phạm nghiêm trọng trong một số sự kiện gần đây. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể là sự kiện nào. Cũng theo Vietnam News, tại phiên họp của UN, các nước tham gia đã đề cập đến việc tuân thủ UNCLOS. Đại diện các nước Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản và Australia đã công khai lên tiếng quan ngại về tình hình Biển Đông. Các nước này khẳng định việc đòi chủ quyền lịch sử hay tài nguyên lịch sử cũng như xác định đường cơ sở thẳng đối với các đảo ở vùng nước tranh chấp phải tuân thủ UNCLOS. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây, mời quý vị đến với phần tiêu điểm thời sự. Thưa quý vị, nhân ngày nhân quyền quốc tế ngày 10 tháng 12, mời quý vị theo dõi bài ghi nhận về việc gia tăng đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với những nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2020. Vietnam has one of the worst human rights records in Southeast Asia. It has some of the largest number of political prisoners. Việt Nam là một trong những quốc gia Đông Nam Á có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất, có số tù chính trị cao hơn bất cứ nước nào khác. Ông Phil Robertson, trợ lý giám đốc phân ban châu Á của giám sát nhân quyền Human Rights Watch, đã phát biểu với RFA như trên nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 năm nay. Họ tống đạt những án lệnh nặng nề 12 đến 14 năm đối với những ai muốn thực hiện quyền dân sự và quyền chính trị cơ bản của con người như tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, quyền lập hội và quyền tụ tập không cần được chính quyền cho phép. Đây là những quyền được ghi rõ trong Công ước quốc tế về dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết nhưng lại cố tình không công nhận, không tôn trọng và không thực hiện bao lâu nay. Chính vì lẽ đó, vẫn lời ông Phil Robertson, quyền con người ở Việt Nam chẳng những không được thăng tiến mà còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Đặc biệt trong bối cảnh 2020 với kinh tế toàn cầu chao đảo và dịch bệnh COVID-19 hoành hành khắp nơi. Năm 2020 là năm chứng kiến nhiều vụ bắt giữ và những án lệnh nặng nề dành cho những nhà hoạt động, những nhà báo độc lập, những blogger, facebooker, dám đưa lên mạng những ý kiến trái chiều với chế độ. Phúc trình nhân quyền thường niên của Human Rights Watch cho thấy năm 2019, tại Việt Nam, ít nhất 25 người bất đồng chính kiến bị kết tội và trở thành tù chính trị, còn gọi là tù nhân lương tâm trong các nhà giam khắp nước. Tù nhân lương tâm trong nước được bên ngoài quan tâm, nhưng cuộc sống của gia đình vợ con họ thì bất an, căng thẳng, lo âu hơn bao giờ hết. Vợ của blogger Nguyễn Tường Thụy, bà Phạm Thị Lân, cho biết ông Nguyễn Tường Thụy bị di lý về nhà giam số 4 Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà bắt anh Thụy tháng 5 đến khoảng tháng 9, trong vòng mấy cái tháng đấy thì họ vẫn thường xuyên theo dõi tôi và thậm chí là canh gác ở cầu thang nhà tôi như khi là anh Thụy chưa bị bắt. Nhưng mà gần 2 tháng nay thì tôi không thấy ai theo dõi nữa. Một khi họ đã bắt thì kiểu gì họ cũng lại ra tội để bỏ tù. Đúng theo luật pháp, sau khi kết thúc điều tra là gia đình nhà tôi là phải được gặp chồng tôi trực tiếp. Nguyện vọng của tôi là được gặp chồng tôi theo như là luật pháp đã quy định. Vào ngày 10 tháng 11 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra cáo trạng truy tố 3 lãnh đạo Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là quyết định theo khoản 2 điều 117 Bộ luật hình sự, gọi là phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng với mức án 10 đến 20 năm tù giam. 2020 cũng là năm mà vụ án Đồng Tâm gây chấn động dư luận trong ngoài. Đây là vụ án mà Tòa án Nhân dân Hà Nội ngày 14 tháng 9 2020 phán quyết 2 án tử hình trong số 29 người bị bắt giữ, bên cạnh một số án lệnh nghiêm khắc 10 đến 16 năm tù giam. Ngày 24 tháng 6 2020, một số người thường đưa tin về vụ Đồng Tâm bất ngờ bị bắt giữ. Trong đó có 3 dân oan Dương Nội là bà Cấn Thị Thêu cùng 2 con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư. Chị Đỗ Thị Thu, vợ nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, cho biết cuộc sống của gia đình đã bị xáo trộn khủng khiếp kể từ sau vụ bắt bớ này. Em đẻ được 4 ngày thì họ bắt chồng em. Em cũng rất là buồn vì cả 3 người trong gia đình em đều bị bắt cùng một lúc. Chồng em hiện đang giam ở số 1 Hỏa Lò, Hà Nội. Từ khi chồng em bị bắt thì em chỉ được gửi quần áo và gửi tiền thôi. Cuộc sống của gia đình em cũng bị đảo lộn. Con cái của em thiếu vắng tình cảm của bà nội, của cậu và của bố ạ. Mẹ chồng em cả Trịnh Bá Tư bị giam ở trại giam Hòa Bình ạ. Từ Hà Nội lên chỗ trại giam Hòa Bình thì mất 75 cây. Còn từ chỗ Hòa Bình mà bố chồng em ở lên chỗ trại giam Hòa Bình mất 90 cây rồi. Còn xa hơn là từ trên Hà Nội xuống đến chỗ trại giam Hòa Bình. Sự kiện tiếp nối gây xôn xao không ít năm 2020 này là vụ bắt giữ hôm 6 tháng 10 đối với nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, nổi tiếng với nhiều cuốn sách về chính trị Việt Nam bị chính quyền cấm cản. Cô bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam cũng như làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước. Mẹ nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, bà Bùi Thị Thiện Răng bày tỏ: Gia đình tự thấy tức là nếu các cái tội chính quyền họ quy kết ấy, có thể án về ăn tới 20 năm. Thế mà hôm nay cô cũng 80 rồi. Cô bảo thế này thì tới khi con mình ra tù thì mình đã sang thế giới bên kia rồi. Suy nghĩ thế nên mòn mỏi lại tàn tạ đi. Không biết có đủ sức khỏe để chờ em ra tù không. Tôi nghĩ lại con mình nó theo cái lý tưởng dân chủ, nó là quá tốt đẹp. Gặp được con phải là cái tốt, không gặp con mình là cái số. Thì nó phải trị con của hai mẹ con mình là như thế. Trước cô Phạm Đoan Trang thì nhà báo, nhà văn bất đồng chính kiến Phạm Thành, tên thật là Phạm Chí Thành, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 2020. Đây là tác giả một số đầu sách chỉ trích trực tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội danh ông bị cáo buộc cũng là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến ngày 24 tháng 11 2020, ông Phạm Thành bị chuyển từ Hỏa Lò về Viện Pháp y Tâm thần ở Thường Tín. Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà báo Phạm Thành, lên tiếng cầu cứu cho chồng bà trên mạng. Khi mà chồng tôi chuyển về Bệnh viện Pháp y Tâm thần, thì tôi ngỡ ngàng là chồng tôi không phải là tâm thần, tôi cũng không có biểu hiện gì là tâm thần. Cái bệnh viện đấy nó có bao nhiêu cái dạng thần kinh, nhưng mà chồng tôi không phải là tâm thần. Tôi muốn là làm sao không làm tổn hại đến sức khỏe và cũng như là tinh thần của ông thôi ạ. Mặc dù đã ký kết Công ước Quốc tế về Dân sự và Chính trị, Việt Nam vẫn áp dụng luật lệ mơ hồ, đụng đâu cũng thấy tội, để xử lý những tiếng nói và những con người không đi theo sự áp đặt của nhà cầm quyền. We have to say that the situation in Vietnam is not getting better. In fact, it's getting worse. nhân quyền Việt Nam đã không thay đổi mà còn xuống dốc bao nhiêu năm nay, là khẳng định của Phó Giám đốc Phil Robertson, phân ban châu Á Human Rights Watch trong Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm nay. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động, giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook RFA tiếng Việt.